Mời quý vị và các bạn quay trở lại kênh YouTube của Mark Home. Ngày nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một mẫu nhà 3,5 tầng được Mark Home thiết kế thi công chọn gói cho anh Hoàng, địa điểm là tại Tây Hồ. Đây sẽ là một mẫu nhà nó khác so với lại những phong cách trước đây của Mark Home là những ngôi nhà mái Thái, những nhà mái Nhật. Nhiều người hay hỏi rằng Mark Home chỉ thiết kế nhà mái Thái với nhà mái Nhật phải không? Thì tôi xin trả lời rằng không phải. Mái Thái với mái Nhật chỉ là một trong những cái công việc thuộc một phòng ban mà do Mark Home làm. Còn lại Mark Home vẫn làm những công trình như thế lâu đài, biệt thự, resort, bungalow, khách sạn hay là những ngôi nhà liền kề như thế này. Đấy. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn từ một hồ sơ đầy đủ từ kiến trúc, kết cấu, điện nước, nội thất và bóc tách dự toán vào công trình với cái chiều cao là 3,5 tầng. Thì trước khi đi vào trong thiết công trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tôi đến từ Mark Home. Mark Home là một trong những đơn vị thiết kế thi công hàng đầu Việt Nam hiện nay. Hiện tại Mark Home đang là đơn vị duy nhất có thể bao thầu chọn gói trên toàn quốc. Các bạn lưu ý là có thể bao thầu chọn gói trên toàn quốc, tức là hiện tại hệ thống của chúng tôi đã có mặt tại tất cả các tỉnh thành. Đặc biệt văn phòng đại diện chúng tôi đã có 8 chi nhánh trên toàn quốc, như tại Hà Nội, tại Hải Phòng, tại Thái Nguyên, tại Thanh Hóa, tại Đà Nẵng. Vừa mới chúng tôi khai trương tại Yên Bái. Các bạn ở xa bên nước ngoài liên hệ qua hai số online của chúng tôi là 0964458858 hoặc là 0828133333. Đây là hai số chúng tôi có Zalo, có thể tư vấn cho quý vị và các bạn bất kể ngày hay đêm, thứ bảy hay là chủ nhật đều có nhân viên túc trực. Các bạn chỉ cần gọi tới thôi là chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn một cách kịp thời nhất và chính xác nhất. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký màu đỏ để chúng ta nhận được các cái kinh nghiệm chia sẻ của chúng tôi hàng ngày, những cái mẫu video mới nhất mà chúng tôi cập nhật hay là những cái đơn giá vật liệu khi mà nó có biến động. Nếu bạn nào thường xuyên theo dõi các video của Mark Home, các bạn sẽ thấy rằng các thiết kế của chúng tôi nó luôn đẳng cấp. Đẳng cấp từ cái màu sắc tới vật liệu. Tôi đã nhận được rất nhiều những cái lời khen từ các khách hàng, tức là họ chỉ thích cái phong cách của Mark Home mang lại, tức là họ cảm nhận được cái vẻ đẹp. Mặc dù khách hàng là người không có chuyên môn về cảm thụ những cái hình thức vẻ đẹp, nhưng tuy nhiên thông qua những các cái video của Mark Home làm thì khách hàng đã dần dần biết được thiết kế nào là đẹp, thiết kế nào là phù hợp, thiết kế nào là sẽ xây dựng trọn gói nó hết bao nhiêu tiền. Và vật liệu thông qua từng video tôi sẽ giải thích cho các bạn là vì sao nên làm vật liệu này, nên làm vật liệu kia. Đấy. Thế nên là các bạn nhấn vào nút đăng ký để các bạn sẽ nhận được các video mới của chúng tôi hàng ngày. Nếu bạn nào mà không có YouTube hay là không có Zalo, các bạn có thể kết bạn qua tôi qua Facebook là Lê Duy Tuấn. Ở trên này thì tôi cũng hay tư vấn cho khách hàng. Rất nhiều người thường hay kết bạn với tôi, thường hay gửi những cái lời cảm ơn về những cái ngôi nhà đã được thiết kế rất là đẹp. Các bạn có thể nhắn tin cho tôi vẫn phục vụ các bạn. Rất ít công ty nào để hotline của giám đốc, rất ít công ty nào để Facebook của giám đốc. Bởi vì chúng tôi mang cái trách nhiệm là phục vụ khách hàng. Thế nên là từ nhân viên tới trưởng phòng, tới phó giám đốc hay là tới tổng giám đốc đều phục vụ khách hàng một cách nhiệt tình nhất và nhanh chóng nhất. Các bạn có thể xem lại những cái kinh nghiệm qua website của chúng tôi là markhomevn.vn. Thì trong này chúng tôi cũng sẽ update rất nhiều các thông tin mới, đặc biệt như các thông tin như thể là hỗ trợ vay vốn ngân hàng này, các thông tin như thể là hình thức ký hợp đồng xây dựng trọn gói mới này sẽ được chiết khấu ưu đãi này, hay là các thông tin như thể là các bạn ký hợp đồng thiết kế thanh toán 100% chi phí thiết kế, các bạn sẽ được giảm ngay hay là chiết khấu ngay từ 10-15%. Đấy, nó cũng là một trong những cái hình thức rất là mới, bởi vì Mark Home luôn thay đổi qua hàng ngày với mong muốn là chúng tôi sẽ mang lại nhiều cái lợi ích cho khách hàng. Đấy, để khách hàng ngày càng tin tưởng Mark Home nhiều hơn, ngày càng ủng hộ những sản phẩm của chúng tôi nhiều hơn, để chúng tôi mang những cái phong cách mới lạ, những phong cách tiên tiến về tới mọi miền quê hương của Tổ quốc. Quay trở lại mở nhà hôm nay thì các bạn thấy là đây là một ngôi nhà mang phong cách hiện đại. Thế thì vì sao tôi phải nhấn mạnh cái từ là phong cách hiện đại? Các bạn phải biết phân biệt phong cách. Các bạn phải biết phân biệt phong cách là cái vấn đề đầu tiên trước khi thiết kế nhà, là chúng ta phải định hình là trong đầu chúng ta là thiết kế theo phong cách gì. Thì mỗi phong cách nó sẽ có một cái màu sắc, một cái trường phái trang trí nó khác nhau. Ví dụ như phong cách này là hiện đại, thế thì định nghĩa một công trình hiện đại có nghĩa là gì? Là một công trình mà nó thiết kế bằng những cái hình thức, ngôn ngữ, kỹ hà. Kỹ hà thì các bạn phải để ý cho tôi là những cái hình khối cơ bản nhất. Từ xưa đến nay những hình khối cơ bản nhất đó là gì? Hình vuông này, hình chữ nhật này, hình tam giác này, hình tròn này. Đấy gọi là những hình kỹ hà. Đấy, sử dụng những cái đường nét hình kỹ hà, chúng ta sẽ có những cái đường nó khá là hiện đại, vuông vắn, đấy, sắc cạnh. Và nó thể hiện nên cái hình khối của công trình.
Đấy là vấn đề đầu tiên. Cái vấn đề thứ hai là sử dụng những cái vật liệu mới. Ví dụ như đây, chúng ta thấy những vật liệu ốp gỗ ngoài trời này, những hệ lam này, cái hệ lan can kính này, hay là những cái phần cửa, đấy, cửa nhôm kính hiện đại. Đấy, người ta dễ dàng người ta biết được đây là cái phong cách hiện đại. Cái thứ hai là cái gam màu. Gam màu thì các bạn phải biết được là nó, công trình này nó thuộc gam màu gì. Thế thì vì sao chúng ta phải lựa chọn gam màu? Bởi vì các bạn để ý là mỗi một tuổi chúng ta chỉ phù hợp với lại một loại gam màu thôi. Ví dụ như các bạn mệnh thổ, các bạn sẽ hợp với lại cái gam màu nóng nhiều hơn. Đấy, các bạn phải để ý như vậy. Khi chúng ta lựa chọn gam màu không phải là ngẫu nhiên, mà nó là bổ trợ cho phong thủy cho cái người gia chủ khi chúng ta sử dụng công trình này. Đấy, thì công trình này vừa sử dụng cái gam chủ đạo nó hơi thiên về cái gam trung tính, tức là gồm màu trắng đen là màu chủ đạo. Đấy, nó chiếm đến tầm cả 60-70% là cái màu trắng. Đấy, và 20-25% là cái màu phủ đạo. Ở trong đây chúng ta thấy những cái màu như thế, màu ghi, màu đá. Còn lại 5-10% là màu điểm nhấn, như chúng ta thấy cái màu đỏ này, cái màu nâu, gọi là màu nâu đất. Thì công trình này chúng tôi sử dụng là cái phần cửa cuốn. Đây, cửa cuốn này các bạn thấy đây. Cửa cuốn chúng ta sẽ giúp cho việc chúng ta bảo vệ nhà hay là đưa ô tô gara vào trong này. Tầng 2 chúng ta sử dụng cái phần ban công lô ra. Ở trên tầng 3 chúng ta vẫn có ban công lô ra, tuy nhiên nó sẽ cách điệu một cái khối hình chữ nhật, nó lồi ra. Nếu như các bạn để ý là tinh tế hơn một chút, các bạn có thể làm là nguyên cái khối này là vách kính, tức là chúng ta sẽ không cần ban công. Không cần ban công, các bạn để ý là như vậy, tức là cái cách xử lý hình khối, cách xử lý hình khối cho chúng ta. Nếu như các bạn làm nguyên một mặt phẳng này là cùng một cao độ, cùng một cốt, thì các bạn thấy ngôi nhà của mình nó sẽ rất là nhàm chán. Thế nên khi mà thiết kế những ngôi nhà diện cao tầng, các bạn phải để ý là ngắt nhịp cho tôi. Tức là cái tầng 1 chúng ta đã thụt vào rồi, tầng 2 chúng ta thụt vào thì tầng 3 các bạn phải thò ra. Thì nó ngắt quãng ở dưới tầng 3 này, và tầng 4 nó lại lặp lại ở như tầng 2. Đấy là nguyên tắc thiết kế cơ bản nhất ở trên một diện thẳng đứng. Chứ nếu các bạn mà đua hết trên cùng một mặt tiền thì các bạn lại phải xử lý cái hoa văn ở trên mặt tiền. Đấy, ví dụ như thế là các công trình về cầu điện hay là tân cầu điện, khi chúng ta đua ra hết thì các bạn lưu ý là các bạn phải xử lý hoa văn ở trên mặt tiền để nó tạo nên những cái đường gờ chỉ sống động. Đấy, các bạn để ý là như vậy. Còn lại mái tung trên cùng là chúng ta sử dụng là cái hệ mái, các bạn có thể sử dụng sắt. Đấy, sắt dương thịnh điện nó rất là bền, rất là bền. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu các bạn đi sâu vào trong chi tiết mặt bằng một cái bộ hồ sơ kiến trúc công trình này. Nó sẽ gồm những phần gì? Nó sẽ gồm những phần gì? Chúng ta cùng xem nhé. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn chi tiết một bộ hồ sơ kiến trúc kết cấu điện nước. Đây là một bộ hồ sơ về kiến trúc. Thì khi mà xem hồ sơ kiến trúc ấy, các bạn để ý cho tôi là chúng ta nên xem cái phần phụ lục. Đấy, phụ lục của một bộ hồ sơ nó giống như thể chúng ta đang đọc cái phụ lục của một cuốn sách. Đấy, tức là các bạn phải biết là chúng ta có chương gì, viết về bài gì, nên đọc cái gì trước, nên đọc cái gì sau, cái gì quan trọng chúng ta ưu tiên. Đấy gọi là cái quan trọng khi chúng ta xem cái phụ lục hồ sơ thiết kế. Đấy, đầu tiên quan trọng nhất là chúng ta phải xem về cái phần hồ sơ về mặt bằng. Bởi vì mặt bằng nó sẽ liên quan đến hai vấn đề. Thứ nhất là liên quan về vấn đề phong thủy. Đấy, thứ hai là liên quan đến vấn đề công năng sử dụng. Hai cái này nó luôn đi song hành cùng với nhau. Đấy, phong thủy và công năng sử dụng. Thế thì trong cái mặt bằng tầng 1 này chúng ta sẽ bài trí gồm một cái phần gara. Gara này các bạn ưu tiên là phải rộng tầm 5m5, dài 5m5. Bởi vì sao? Bởi vì một cái xe chúng ta đã dài tầm 5m2 rồi, các bạn phải có cái khoảng lưu thông để chúng ta đánh cua, để chúng ta không va chạm. Đấy, các bạn để ý là như vậy. Thì chúng ta dài 5m5 là phù hợp rồi, và rộng 2m5 khi chúng ta đi vào chúng ta phải cụp gương một chút. Tuy nhiên là cái diện tích công trình này nó chỉ có tầm 4m6 thôi, nó không có quá nhiều để chúng ta đánh đổi. Thì một cái gara này chúng ta có thể đạt được hai cái xe máy và một cái ô tô bình thường. Sau khi đấy chúng ta sẽ đi vào trong cái bậc tam cấp và đi lên phòng khách. Phòng khách này rộng 20m2 kết hợp với lại phòng bếp rộng 20m2 nữa, là chúng ta đã có một không gian, một phòng khách kết hợp với phòng bếp rộng 40m2. Thế thì đối với những cái ngôi nhà liền kề, những cái ngôi nhà cao tầng, thì các bạn phải để ý cho tôi là gì? Chúng ta nhớ cái nguyên tắc cơ bản nhất khi thiết kế là các bạn phải lấy được không khí và lấy sáng từ trước tới, từ sau tới và từ trên xuống. Tức là chúng ta sẽ lấy từ cái phần cửa cuốn phía trước này. Đấy, khi mà các bạn đóng cửa cuốn, các bạn nên đặt ở đây, một là có cửa kính để cho chúng ta ngăn cái phần bụi ở bên ngoài hắt vào,
và công trình chúng ta vẫn sáng. Bây giờ người ta có những cái phần cửa cuốn nó có ánh sáng, tức là nó có rất nhiều khe sáng để lấy sáng các bạn nhé. Các bạn có thể tham khảo những cái phần cửa cuốn đấy, nó rất là hay. Tức là khi chúng ta đóng được rồi, ánh sáng nó vẫn lọt vào bên trong như thường. Đấy. Thì cái phần ở phía sau này do là hết đất rồi và do là đấu nối với lại nhà bên, thế nên là chúng ta sẽ có một cái phần giếng trời. Giếng trời này chúng ta sẽ thông từ trên xuống dưới và nó như thể một cái sân vườn phụ ở phía sau, và nó giúp cho không gian bếp luôn tràn đầy ánh sáng và không khí. Đấy là một trong những nguyên tắc các bạn phải để ý. Rất nhiều người thiết kế người ta không có chuyên môn, người ta thiết kế kịch với cái mục đích là gì, sử dụng không gian tối đa, nhưng tuy nhiên nó lại là hại chúng ta. Đấy, các bạn để ý là như vậy. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu các bạn lên tầng 2. Trên tầng 2 thì đúng rồi, cái phần giếng trời chúng ta không được bịt lại. Đấy, chính cái phần giếng trời này nó sẽ lấy thông ánh sáng và không khí cho phòng ngủ 01. Đấy, các bạn thấy đây à. Và cái phần cầu thang cũng có phần giếng trời sẽ lấy không gian, không khí và ánh sáng cho phần hành lang. Ngoài ra chúng ta có một phòng master, ở đây là phòng hai vợ chồng rộng 24m². Đấy, các bạn thấy là bài trí của Mark Home nó tinh tế đến mức nào. Chúng ta có một phòng thay đồ này, phòng thay đồ rộng 3000. Đấy, một cái kệ tivi dài, một cái bàn làm việc kết hợp bàn trang điểm và một cái phần lô ra. Đấy, các bạn thấy cái thiết kế của chúng tôi nó rất là tinh tế. Nó tinh tế đến từng chi tiết, bởi vì không phải là tự nhiên. Đấy, chúng tôi được đào tạo chuyên sâu về thiết kế, tự nhiên chúng tôi được đào tạo về phong thủy, tự nhiên chúng tôi được đào tạo về kết cấu, về bảng giá vật liệu. Để hoàn thiện ra một bộ hồ sơ thiết kế chúng ta mất rất nhiều công đoạn và phải xử lý nó rất cẩn thận. Nó không như thể là làm ra cái món đồ, không như là làm một cái giường, không như là một cái ghế, mà chúng ta đang làm một công trình. Trong công trình nó có hàng trăm hạng mục như điện, như nước, như sắt, thép, bê tông, gạch ốp lát, nhân công, vân vân và vân vân. Ở trên tầng 3 chúng ta lại xử lý nó tương tự tầng 2. Tuy nhiên chúng ta sẽ xử lý cái phần mặt tiền nó cách điệu đi một chút để nó tạo điểm nhấn ở bên ngoài. Ở trên tầng tung là chúng ta sẽ bố trí phòng thờ, bố trí sân chơi và bố trí sân phơi. Đặc biệt là cái khu vực sân chơi các bạn nên để rộng đối với lại những ngôi nhà như tại Hà Nội. Bởi vì Hà Nội là chúng ta không có không gian cho trẻ nhỏ. Thế nên chúng ta phải đặt sân chơi trên đấy, các bạn phải trồng cây xanh. Các bạn phải tạo nên những cái không gian ngồi uống trà, cà phê hay là những cái buổi tiệc nướng BBQ buổi tối giữa những thành viên trong gia đình với nhau. Đấy, các bạn thấy đây. Đấy, nó rất là phù hợp. Đấy, trên là chúng ta trồng cây. Đấy, các bạn có thể trồng lan, trồng cúc, trồng hoa hồng. Đấy, rất nhiều cách để chúng ta xử lý không gian trên này cho nó tinh tế một chút. Đấy, còn nếu như bạn nào chắc chắn thì các bạn có thể làm chuồng cọp. Ví dụ chuồng cọp chúng ta sẽ bảo vệ lan can. Tuy nhiên chuồng cọp của bạn thiết kế cũng phải đặc biệt một chút, bởi vì công trình của chúng ta không phải là chúng ta cứ đưa khung sắt vào là đẹp được. Các bạn sắt nhưng các bạn sơn đen, sơn ghi. Đấy, các bạn tạo điểm nhấn thì tự nhiên những cái khoang sắt đấy nó trở thành một điểm nhấn nghệ thuật rất là đẹp và tinh tế. Ngoài ra về trong cái phần hồ sơ kiến trúc, các bạn để ý cho tôi là cái phần mặt đứng, phần mặt cắt và cái phần bóc tách chi tiết cửa. Đấy, tôi sẽ tour cho các bạn xem qua những cái phần hồ sơ rất nhiều và rất đầy đủ. Nó gồm hàng trăm những cái tờ để chúng ta tính toán hàng ngày. Đấy, thế nên các bạn thấy là gì, để tạo lên một cái bộ hồ sơ chi tiết nó mất rất nhiều thời gian. Đây là cái phần mặt đứng. Trên diện mặt đứng thì các bạn sẽ thấy được cái cao độ, hay là phần mặt cắt các bạn cũng sẽ thấy được cái cao độ, cái độ dày của dầm. Đấy, chỗ nào chúng ta ốp thạch cao, chỗ nào chúng ta không, chỗ nào giật cấp, chỗ nào không. Đấy, tương tự đối lại những cái phần là cửa sổ, cửa đi. Đấy, cái phần kích thước cửa này nó rất quan trọng các bạn ạ. Các bạn phải soi trên la bàn phong thủy bằng cách là gì, chúng ta vào website là wonder.vn. Trên này chúng ta có rất nhiều cái cách, các bạn chỉ cần nhập vào đây thôi, chúng ta sẽ tra được ngay cái cửa đi, cửa sổ của mình có hợp phong thủy hay không, có là kích thước thông thủy hay không. Và cái kích thước này người ta gọi là kích thước lọt sáng, kích thước lọt khe, chứ không phải là kích thước khuôn bao. Rất nhiều người ví dụ như cái cửa này ấy, các bạn đo, các bạn thường hay tính luôn là 9-30, đây là sai hoàn toàn. Đấy, các bạn phải đo cái phần ở bên trong. Đấy, trong, tức là chúng ta trừ đi phần khuôn bao bên ngoài. Cái phong thủy nó rất là tuyệt vời. Nó tuyệt vời bằng cách là gì, chúng ta tính là tính cái khoảng cách mà các bạn đi ra đi vào. Còn lại những cái khoảng cách cố định, nó không phải là khoảng thông thủy, bởi vì nó đã bị cố định. Đấy, chỉ những cái cử động, những cái mở ra mở vào liên tục là những cái đón tài lộc hàng ngày cho các bạn, thì các bạn mới nên soi những con số đấy. Đấy, nó lại khác biệt là như vậy. Thì trong cái phần hồ sơ kiến trúc này nó còn rất nhiều cái chi tiết nữa, nhưng mà tôi sẽ không có thời gian để review cho quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ sang những cái hồ sơ tiếp theo là cái phần hồ sơ về điện
hồ sơ về nước, hồ sơ về kết cấu và cái hồ sơ về thiết kế nội thất. Nhiều người hay hỏi là thế thì đơn giá thiết kế của Mac Home đang là bao nhiêu? Tôi xin nhấn mạnh lại là đơn giá thiết kế của Mac Home đang là 145.000 một mét vuông, đang là tốt nhất trên thị trường. Đang là tốt nhất trên thị trường. Các bạn lưu ý, các bạn có thể gọi tra rất nhiều đơn vị khác và gần sau đấy các bạn so sánh từ chất lượng đến giá thành. Và đặc biệt Mac Home lại có thêm cái chương trình là gì? Khi các bạn thanh toán 100% chi phí thiết kế, các bạn lại được chiết khấu luôn lại tiền 10%. Ví dụ như chúng ta một bộ hồ sơ là 30 triệu, các bạn thanh toán hết thì các bạn sẽ được trừ lại 3 triệu. Tức là chúng ta chỉ phải thanh toán 27 triệu thôi. Còn lại cái quy trình của chúng tôi là chúng ta sẽ thanh toán làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là ứng 50% giá trị hợp đồng. Giai đoạn 2 là xong phần phôi cảnh và xong các phần bằng công năng, ứng 30% giá trị hợp đồng. Và giai đoạn 3 là bàn giao hồ sơ, là chúng ta thanh toán còn lại cái phần chi phí 20% giá trị hợp đồng. Đấy, còn nếu như chúng ta có điều kiện, nếu các bạn thanh toán hết thì chúng ta sẽ được chiết khấu lại là 10% giá trị hợp đồng. Thì trong cái phần hồ sơ kết cấu này nó tương tự như lại những cái bộ hồ sơ khác mà tôi đã giới thiệu cho quý vị các bạn, tức là nó sẽ thể hiện chúng ta biết là cái móng là móng loại gì, sắt bố trí là như loại sắt gì, phi bao nhiêu, độ dài bao nhiêu. Thì trong cái phần thiết kế kết cấu này nó rất quan trọng, nó là cái bộ máy khung xương của công trình. Rất nhiều các đơn vị khác người ta thường bỏ qua hồ sơ thiết kế kết cấu, nhưng tuy nhiên khi mà các bạn làm việc với Mac Home thì cái phần hồ sơ kết cấu là cái phần bắt buộc phải có, cái phần hồ sơ điện nước là cái phần bắt buộc phải có. Thế nên các bạn phải để ý để đòi bằng được những cái hạng mục thiết kế nếu như các bạn làm với đơn vị khác. Còn khi các bạn đã làm với lại Mac Home thì các bạn không cần gọi, mà chúng tôi cũng sẽ làm cho các bạn đầy đủ. Đấy, thì tôi đã không giới thiệu nhiều về trong cái bộ hồ sơ về kết cấu này bởi vì nó có hàng trăm hạng mục bản vẽ. Thì trong này các bạn chỉ để ý cho tôi là gì, cái kết cấu móng là móng gì. Như tôi đã thường giới thiệu các bạn rất là nhiều trong các video lần trước, các bạn đã theo dõi rồi. Nguyên tắc thiết kế móng nó dựa vào tải trọng của công trình, nó dựa vào cái cốt nền đất của công trình và dựa vào cái phân bố tải trọng lưới cột. Đấy, các bạn chỉ cần nhớ nôm na cho tôi là như thế này: áp dụng với những công trình một tầng trên nền đất đồi thì các bạn làm móng cốc, trên nền đất liền thổ, đất sét các bạn có thể làm móng băng, và trên nền đất đầm ruộng, đất ao hồ, tôn cải tạo các bạn phải ép cọc. Đấy là những cái nguyên tắc cơ bản. Còn lại để mà chính xác tuyệt đối thì các bạn phải có khoan thăm dò địa chất. Cái khoan thăm dò địa chất này sắp tới Mac Home sẽ đưa vào trong hợp đồng thiết kế, tức là chúng ta được miễn phí khoan thăm dò địa chất. Đấy, áp dụng đối với lại những hợp đồng nhà cao tầng. Đấy, thì sắp tới Mac Home sẽ có thêm cái khoan địa chất, bởi vì để mà vận chuyển được một bộ khoan địa chất các bạn thấy nó rất tốn rất nhiều công, phải tính toán khoa học kỹ thuật qua các tầng lớp và đưa ra phương án móng phù hợp, nó rất là khoa học. Cái này cũng là một trong những cái bước tiến mới của Mac Home trong thời gian tới, tức là chúng tôi sẽ đưa vào những cái khoa học tiên tiến nhất để phục vụ quý khách hàng, tuy nhiên chi phí lại phải là thấp nhất. Đấy mới là cái mà rất ít đơn vị làm được, rất ít đơn vị làm được. Còn lại tương tự về hồ sơ điện nước thì tôi sẽ không review nữa, mà chúng ta sẽ đi vào trong nội thất bên trong công trình xem nó có cái gì. Đây là một góc view trong cái nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh nếu bạn thấy là chúng ta thường bây giờ chúng ta sẽ ốp cái phần gạch lên trên cao kịch trần, trên này sẽ là trần thạch cao. Với các thiết bị như thể là bồn cầu, như thể là bồn tắm, như thể là lavabo. Còn đây là một phòng ngủ. Các bạn thấy những cái chất liệu này, đây gọi là gỗ công nghiệp. Về gỗ công nghiệp ấy, tôi sẽ có những cái buổi sau tôi sẽ giải thích các bạn nên chọn loại gỗ gì, nên làm chất liệu sơn gì và phụ kiện loại gì. Trong gỗ công nghiệp hiện tại ngày nay người ta đang có 3 cái dòng cao cấp nhất, như thể là gỗ cốt gỗ An Cường, cốt gỗ nhập khẩu Malaysia và cốt gỗ nhập khẩu Thái Lan. Và cái quan trọng, cái tủ quần áo hay là tủ nội thất nó không nằm ở trong cái cốt gỗ. Cốt gỗ nó chỉ chiếm tầm cỡ 50-60%. Còn quan trọng là nó sẽ nằm vào trong cái sơn, cái bề mặt phủ và cái phụ kiện. Cái phụ kiện như thế là cái dây bản lề, dây trượt, dây âm, như thế là cái hệ thống bít tông nâng đỡ. Đấy là cái các bạn phải để ý, bởi vì là để đánh giá ra một cái món đồ đẹp nó phụ thuộc vào 3 tiêu chí. Thứ nhất là cốt gỗ, phải là cốt gỗ chính xác, xuất xứ. Thứ hai là loại sơn. Sơn hiện tại bây giờ chúng ta có sơn Ichem, sơn S8, sơn S6, có rất nhiều loại sơn. Đấy, và cái phụ kiện trong nội thất chúng ta có như thể là Bloom, như thể là Hubler,
như thể là Carigi. Đấy, nó có rất nhiều những dòng phụ kiện cao cấp ngày nay, tha hồ cho các bạn lựa chọn. Thì trong cái phòng này thì tôi sẽ ốp gỗ ở phần này. Đấy, hoặc là bọc nỉ, hoặc bọc da, hoặc là ốp đá, có rất nhiều hình thức trang trí. Đây là phòng master. Phòng master chúng ta thấy những hệ hệ tủ quần áo. Hệ tủ này nếu các bạn thấy nó rất là đẹp bởi vì nó là hệ tủ kính. Đấy, hệ tủ kính. Bây giờ người ta sử dụng hệ tủ kính rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì khi các bạn thức dậy, các bạn nhìn vào tủ kính, các bạn sẽ biết là chúng ta nên phối bộ đồ gì. Đấy, áo gì đi với quần gì. Phụ kiện đeo là túi sách gì, đi bót gì, giày gì, dây lưng loại gì. Đấy, không phải tự nhiên là cái hình thức tủ kính này bây giờ nó lại phổ biến đến như vậy. Nó đã thay hình thức cái tủ gỗ rất là nhiều. Bởi vì khi chúng ta thức giấc, đặt chân xuống, chúng ta sẽ biết được cái lịch trình hôm nay gặp khách gì. Và các bạn không phải mở tất cả cánh cửa tủ ra, các bạn chỉ cần mở một cánh cửa tủ, trong đấy có cái bộ áo mình yêu thích kết hợp phối màu với lại cái bộ giày, đôi giày mà mình muốn đi trong ngày hôm nay. Thế nên là người ta mới làm tủ kính. Đây là một góc nhỏ trong cái phần bàn trang điểm, các bạn thấy nó rất là tinh tế. Tức là khi mà có thiết kế nội thất, các bạn thấy là nó rất sống động, rất sống động. Và cái thiết kế này không phải đơn vị nào cũng làm được như thế này. Các bạn để ý là như vậy. Đối với Mark Home chúng tôi làm, nó đầy đủ bộ hồ sơ và nó đẹp, nó chân thực. Các bạn thấy nó ra thực tế, nó giống y hệt. Gạch ốp loại gì, sơn tường gì, đèn trang trí loại gì, gỗ loại gì, nó giống hệt. Đấy, các bạn thấy đây. Đấy, nó tinh tế đến mức như vậy. Đấy, và khi mà các bạn làm trọn gói một công trình có nội thất thì tôi cam đoan các bạn rằng bất kỳ ai sang cũng phải khen. Đấy, mà một cái gói nội thất áp dụng trong công trình này nó chỉ có giá từ 200 triệu đến 300 triệu thôi, là các bạn đã phun giường, tủ quần áo, phun quầy kệ. Nhiều người hay tiết kiệm bằng cách là gì? Ôi, tôi đi ra ngoài chợ, tôi mua một cái giường, tôi đi ra ngoài cửa hàng, tôi mua một cái ghế. Và khi các bạn đặt vào, nó lạc lõng vô cùng. Bởi vì các bạn biết rồi, một cái món đồ thiết kế là nó phải fix được kích thước. Tức là các bạn thấy cái kệ này, vì sao nó phải chạy đến đây nó mới hết. Các bạn thấy cái phần chiều cao của một cái hệ vách, vì sao nó phải lên đến kịch trần. Đấy, nó khác biệt, mà trong khi cái đơn giá của nó cũng không cao hơn nhiều. Các bạn đi ra ngoài, các bạn có thể sắm 100 triệu tiền nội thất, nhưng các bạn đóng đồ, các bạn chỉ tốn khoảng 200 đến 300 triệu. Tuy nhiên nó được lại một cái là gì? Công trình nó đẹp vô cùng, nó phù hợp vô cùng, và nó thể hiện được cái tố chất của chủ nhà. Đấy, các bạn để ý là như vậy. Đừng nên tiếp tiền vào những cái món như vậy. Các bạn có thể bớt mua sắm những cái vấn đề khác. Tuy nhiên nội thất là cái các bạn nên làm khi mà thi công trọn gói. Đây là một phòng thờ, các bạn thấy phòng thờ đây. Đấy, thiết kế rất là tinh tế, nó không quá cầu kỳ, không quá diêm dúa. Đấy, nhưng mà nó vẫn là đẳng cấp. Đây là không gian bếp. Ở đây là không gian phòng khách. Đấy, không gian phòng khách được thiết kế với gam tông màu gỗ đi nhấn điệu với nhau, và một bộ sofa nỉ. Đấy, ngồi rất là êm. Ngăn cách giữa phòng bếp là có một bức CNC. Đấy, và một cái kệ, kệ này chúng ta có thể mở ra hai chiều. Đấy, thì video ngày hôm nay thì tôi đã giới thiệu các bạn xem qua chi tiết một cái công trình nhà 3,5 tầng được Mark Home thiết kế thi công trọn gói cho anh Hoàng, địa điểm là tại Hồ Tây. Công trình này thi công trọn gói toàn bộ nội thất, ngoại thất với mức tổng mức đầu tư là 1,8 tỷ đồng. Các bạn nào có nhu cầu thiết kế thi công trọn gói, các bạn liên hệ qua hai số online của chúng tôi là 0964458858 hoặc là 0828133333. Các bạn đừng ngần ngại, các bạn hãy gọi đi để được những cái chất lượng dịch vụ chăm sóc tốt nhất hiện nay. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.